Mời các bạn đón xem chiếc Ford EcoSport bản cao cấp Titanium màu đỏ đồng. Đây là phần đầu xe này. Tôi sẽ quay một vòng cho bạn xem. Các bạn xem xe có thể liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại 0902 157 666. Tôi tên là Bảo Đại để tôi hỗ trợ các bạn xem xe. Phần hông xe từ cái tem 2019 là cái tem mới. Sẽ có cái tem EcoSport Limited dọc theo thân xe và phần đuôi xe. Phần này trang bị la răng đúc 4 phanh đĩa. Có cảm biến lùi. Về nội thất xe được trang bị ghế da, màn hình camera lùi, chìa khóa thông minh, điều hòa tự động, rất là nhiều tính năng thông minh. Ghế da, cửa sổ trời. Hàng ghế phía sau. Các bạn là xem xe có thể liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại 0902 157 666. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.